Dạ vâng, em Khả Đăng xin kính chào tất cả quý bà con các anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Đăng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062759. Rất hân hạnh được gặp lại mọi người trong một video mới. Chúc mọi người đang xem video có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc anh em luôn may mắn thành công trong con đường sự nghiệp cũng như hạnh phúc gia đình. Khả Đăng xin kính trọng và trân trọng cảm biết ơn tất cả quý bà con đã luôn luôn ủng hộ Khả Đăng bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ những video Khả Đăng lên sóng. Trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em mới xem làm ơn ấn like và đăng ký kênh nhé. Các bác nào xem đâu rồi ấn chia sẻ ủng hộ Khả Đăng Ô Tô đi ạ. Ấn like đi. Hôm nay thì Khả Đăng lên sóng báo giá cho mọi người một mẫu xe mới về Khả Đăng Ô Tô tại cửa hàng. Một chiếc xe phân khúc hạng C, số tự động, xe gia đình, không khoan đục, không taxi. Dòng số tự động này Kia Forte nó rất là đẹp anh em ạ. Nó sử dụng cái máy DHC 16 van dùng chung với Hyundai Avante. Và độ bền của nó thì khẳng định rất là đẹp và bền luôn các bác nhé. Phân khúc C nó chắc chắn nó sẽ đẹp hơn Vios rồi, mà giá thì rẻ hơn Vios rất là nhiều. Khả Đăng đang chào bán tại cửa hàng đời 2009 phiên bản số tự động biển Hải Phòng, toàn số đẹp thôi. 15A52665. Chiếc xe này em đang chào bán mức giá là 290. Có bớt có bao rút hồ sơ cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Alo cho Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu mẫu xe phân khúc hạng C màu đen sang chảnh này để đi gia đình. Tránh mưa tránh nắng các bác nhé, rồi đi công việc, công vụ, rồi anh em là mua đất mua cát, rồi anh em chạy xe hoa đám cưới vẫn chạy được này. Đấy. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu nó rất là vừa phải. Số dích rắc máy eco nó chỉ tiêu hao tầm khoảng khuôn 5,5 lít xăng trên 100 km đến 8 lít nha các bác nhá. Trung bình thì anh em đi đường trường thì tầm 5,5 lít, 6 lít. Nhưng mà nếu anh em đi trong phố tầm 9 lít thì anh em có thể trung bình là tầm 7 lít đến 8 lít trên 100 km. Cho một phiên bản số tự động động cơ 1.6 là rất là ok rồi. Đặc biệt chiếc xe này thì nó là phiên bản số tự động nên là nó được trang bị rất nhiều tính năng an toàn, gồm có phanh đĩa, nan răng đúc, túi khí, phanh ABS và 4 bánh cảm biến luôn, cùng với 2 túi khí hai bên. Phiên bản Forte SLI này thì không biết là em đã xem đăng kiểm chưa. Hầu như SLI sẽ là phiên bản nhập khẩu của cái dòng Kia Forte này nhá. Nhập khẩu Hàn Quốc, số nên là sàn gầm bệ nó rất là chắc chắn và đẹp đẽ. Đấy, form dáng thì đẹp như này, 4 lốp mới, anh em về không phải làm gì thêm cả. Màu đen sang trọng, còn bớt còn bao rút hồ sơ cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Như vậy thì anh em còn chần chờ gì nữa mà không gọi cho Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789 ạ. Không có gì thay đổi, chỉ còn khoảng tầm 86 ngày nữa là Tết thôi. Nhanh lắm. Nhanh nhỉ chú nhỉ, còn có 8 mấy ngày nữa Tết đấy, không nhanh phát à. Hôm nay mùng 4 rồi. Đấy mà không nhanh là Tết đến nơi rồi. 86 ngày, 85 ngày nữa thôi anh em ạ. Đấy, giật mình nhỉ chú nhỉ. Mới Tết ngọ hôm nay đã Tết rồi. Bác nào đã găm được mấy quả pháo chưa? Em hiện tại đang mua ít pháo bộ quốc phòng mà chưa mua được đây. Đấy, các anh em nào mà chuẩn bị bắn pháo hoa rồi thì mua xe về mà chạy đi ạ. Đến Tết thì giá nó lại lên mà lại không có xe mà mua đâu. Các bác hãy mua sớm đi một chút. Em Khả Đăng đã làm bao năm rồi thì em biết là cứ một mỗi dịp Tết đến xuân về thì cái giá xe nó lại tăng cao, xong rồi nó lại rất là khó mua, nên bọn em thợ còn mua khó nữa là các bác, đúng không? Anh em hãy mua sớm đi một chút mà vừa được trải nghiệm, vừa được đi, vừa được kiếm tiền từ chiếc xe mình đang sử dụng. Đấy. Thì cái chiếc xe này thì em còn rất nhiều những mẫu xe khác, các màu khác, màu bạc, màu cái sơ lông chuột, rồi màu rồi cao hơn có Kia K3, Kia Cerato. Đẹp thì có Vios, rồi số tự động cũng có hết các bác nhé. Bà cửa tiền 3-400 nhà em rất là nhiều, số sàn, số tự động đều có. Anh em nào mà muốn quan tâm thì đến cửa hàng nhà em này, bãi xe nhà em sau những hàng cây này là vài trăm chiếc xe các bác nhé. Vài trăm chiếc chứ không phải là 1-2 chiếc đâu ạ. Vài trăm chiếc xe để bà con lựa chọn, các bác nhìn thấy không? Rất là nhiều xe các bác nhé. Tha hồ sự lựa chọn cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm những mẫu xe bên em. Đấy, rất là nhiều. Anh em cứ đến xem xe kiểu gì cũng mua được. Xe có taxi có, xe gia đình có, xe qua dịch vụ có, xe không qua dịch vụ cũng có, xe đã đưa dịch vụ cũng có các bác nhé. Xe nhưng mà Khả Đăng thì báo rất là chuẩn nên là bà con cứ an tâm. Chiếc xe này thì không có lỗi các bác nhé, không có lỗi nặng, tức là không đâm đụng nặng ngập nước. Còn lại xước sát và quẹt nhẹ thì không tránh được vì đời nó là 2009 rồi. Thì bên em vẫn còn làm đây, mới làm sơn một xước một tí rồi kìa, mõm mõm này. Đấy. Còn lại chứ nó không đâm đụng nặng là được các bác nhé. Nó không ảnh hưởng đến cột kèo thì chất lượng đi trên đường nó sẽ tốt hơn. Đấy, chiếc này thì Khả Đăng đang chào bán tại cửa hàng là 292 triệu đồng, có bao rút hồ sơ, có hỗ trợ vận chuyển cho bà con, bớt bát cho bà con một chút. Đấy thì anh em nào mà gặp gỡ Khả Đăng trực tiếp thì không cần phải nằng ngoằng, và em sẽ vào việc rất là nhanh, em sẽ bớt cho bà con rất là nhiều. Nên bà con cứ đến và alo cho Khả Đăng trước khi đi nhá. Em sẽ cho anh em em sẽ trực tiếp ở nhà tiếp các bác và phục vụ các bác. Hôm nay thì có 2 cô và 2 chú người Quảng Bình đi lận nội đường xá xa xôi ra đây còn không biết đường về cơ. Em còn phải chỉ cho cô chú là đi như nào rồi mà định vị như nào cơ. Đấy, không biết là cô chú về đến đâu rồi. Lúc 2 giờ bắt đầu mới lên đường về. Và 4 người đi một xe, đi con Mazda biển 21 của em rồi, mang về rồi.
Cảm ơn chú rất nhiều, tin tưởng từ xa xôi đến đây phun tiền luôn, đánh về không có để lại đồng nào cả, rút hồ sơ sau vẫn được, không có để đồng nào cả, tin tưởng là chú mua xe của cháu mấy trăm triệu còn được, là huống chi là mấy triệu tiền hồ sơ đấy. Có những bác thì rất là kỹ, giữ lại tiền hồ sơ để cho chắc ăn, nhưng mà thực ra là chẳng cần đâu. Bọn em thì cũng luôn luôn mong muốn mọi người đến với cửa hàng mà nghỉ. Đây nhá, cái dòng Forte này nội thất nó kinh khủng lắm, đẹp, nhìn nó đẹp, sang chảnh, thực sự là rất là sang chảnh luôn. Có vô lăng túi khí này, hai bên hai cái cùng với củ số rất là đẹp, số rích rắc, nhìn đẹp chưa, sạch sẽ. Nội thất thì đẹp, trần nỉ nguyên bản bọc ni lông, được giữ xe rất là ok. Đấy, có thảm trải sàn 4D nhá các bác nhá, cùng với cái nội thất của nó này. Vân sần không mất một tí vân sần nào cả, gương kính chỉnh điện, cụp xe gương đầy đủ nhá, không thiếu gì. Có màn hình Android OLED nắp nắp to phạt, cùng với cam lùi, cam hành trình tích hợp trên gương, nói chung là full đồ hết rồi các bạn, không có thiếu cái gì cả. Màn hình cam lùi đầy đủ hết, không hề thiếu cái gì luôn. Về các bác chỉ việc đổ xăng cho em thôi, mà xăng cái dòng này thì em đã nói ngay từ đầu rồi, nó chỉ khoảng 7 lít thôi, 7 lít rưỡi quay đầu trên 100 km nhé. Nội thất quá đẹp luôn các bác nhìn này, keo chỉ thì zin, lại không đâm đụng va chạm gì nữa thì nó zin thế này thôi, chứ còn như thế nào nữa đúng không. Đẹp thế này, xe cũ mà, đời 2009 mà, nhưng mà giá tiền ở Việt Nam mình nó cao thôi, chứ nước ngoài cái loại này nó đập bẹp nâu rồi đấy, nó nhập khẩu ở Việt Nam đời 2009 này, anh em về đi nó vẫn có giá trị của nó đúng không. Còn nếu mà anh em nào mà mua được xe rẻ hơn thì chất lượng nó chưa chắc ra gì đâu, các bác hãy lựa lựa cân đối tiền nào của đấy thôi, chứ không phải là xe nào nó cũng đẹp, không phải xe nào nó cũng zin đâu. Vì có rất là nhiều hàng nó trôi nổi nhá, có cốp điện này, phân khúc C thì bao giờ nó cũng có khiển cốp các bác nhá. Đây này, keo chỉ zin luôn, không mất phần nào luôn. Đây, cốp đít đây em quay kỹ cho bà con các anh chị nhìn ngắm nhá. Đấy, rất là zin mà đẹp, hai bên tai còn nguyên này. Đấy, cứng cáp chưa. Đây là phần khoang cốp của nó. Khoang cốp thì anh em người ta đã dán chống ồn rồi. Đây, dán chống ồn này. Màu dán này trông rất là xấu nhưng mà nó có tác dụng chống ồn thôi, thực ra mình cũng chẳng nhìn thấy đâu. Lốp của xe nhập thì nó vẫn còn nguyên, lốp nhỏ nhỏ như này này, các bác nhìn thấy chưa. Thực ra xe nhập nó chỉ có vậy thôi, nó không có lốp to đâu. Đấy, nếu để đây nó mới bằng, còn nếu anh em để lốp to nó cưỡi này nó không đẹp thì thôi anh em cứ để nguyên được, để mấy khi nó thủng đâu, thủng thì các bác không đút đinh ra cứ để đi thì nó nút vá vẫn được nhá. Đấy, có màn hình, có cam lùi rồi, biển Hải Phòng rất là chất và đẹp luôn các bác nhé. Phiên bản SLI là phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về, nên là chất lượng tôn vỏ nó cũng khá là tốt và gầm bệ nó chắc chắn hơn. Đại loại thế là mình nói đấy thôi, chứ thực ra nó như nhau, công nghệ của nhau mà tại sao lại không giống nhau được đúng không? Gần như là giống nhau hết đấy mà các bạn. Đây đây, đây keo chỉ cánh này cũng nguyên zin nhé các bác nhé, keo chỉ zin này. Đấy, như vậy là ba cánh mới cốp đít được zin rồi đấy. Em quay từng tin ni từng tí một thì bà con đến không trách em được, vì em báo chuẩn lắm, em không lằng nhằng. Đây kính này, đấy, đây, đấy rất là zin và đẹp nhé các bác nhé. Đây, quay tiếp cho bà con các bác anh chị này. Đây cánh này cũng zin này. Nếu mà đến mà không zin thì anh em cứ vả vào mặt khả năng ô tô luôn. Một chiếc xe phân khúc hạng C mà màu đen sang trọng đẳng cấp như này, mà số tự động như này mà đi vừa bền vừa lành vừa tiết kiệm nhiên liệu, tội gì mình không lấy mà, đúng không? Nếu mà 300 anh em lấy i10 thì lấy được i10 24 tự động thôi, 24 15 thôi, giờ nó đắt lắm, xe đẹp. Còn nếu mà xe lỗi thì nó thật là vô vàn lắm anh em, vô vàn lắm. Xe đâm đụng ngập nước rất là nhiều nhá, thị trường rất là nhiều, các bác cứ chủ động đi, đừng đừng quá bị động. Bị động đôi khi lại dính đấy. Nhiều anh em mà cứ thích rẻ, cứ nghe rẻ là sướng, thấy người ta báo cao để bảo ôi giời mày bán đắt thế. Đắt thật nhưng mà nó phải sắt ra miếng. Còn có những chiếc là nó sẽ xấu xấu thôi, vừa vừa thôi thì em bán em có bớt mà, có phải em bán cả đâu. Em không bán cả đâu các bác nhé, các bác nên nhớ như vậy. Em kiểu gì cũng bớt, vì em chủ cửa hàng mà. Em chủ cửa hàng thì em bớt cho các bác được, thoải mái mà. Các bác chỉ cần đến đây gặp gỡ khả năng ô tô là sẽ được bớt các bác nhé. Đấy, vô lăng túi khí đầy đủ các anh em nhé, túi khí ABS đầy đủ hết nhé, không thiếu gì. Màn hình này, màn hình to đẹp đấy các bác nhé, mình to đẹp luôn. Cam hành trình đây, cam hành trình đây, to vật vã đây các bác nhìn thấy không? Đấy, cam hành trình đầy đủ này. Màn hình cam lùi này, con này máy khỏe lắm, chỉ cần hơi nhá phát nào nó đã bốc xe này rồi, hơi nhá phát nào nó bốc một mầm rồi. Đấy, điều hòa auto nhé các bác nhé, tăng nhiệt độ ở đây, còn ấn auto đây nó tự động điều chỉnh nhiệt độ. Đây là start top nhé, khiển thông minh, khóa khiển từ các kiểu, nói chung là full đồ, full option luôn. Mà giá tiền thì rất hợp lý thôi, chúng ta cùng khám phá cái phần khoang máy động cơ. Nữa là kết thúc cái video này. Trước khi kết thúc cái video này thì em Khải Đăng xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ Khải Đăng ô tô trong thời gian vừa qua. Hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ em bằng cách like và chia sẻ những video em lên sóng nhé. Anh em không có việc gì vào xem chơi và ấn like ủng hộ em được không ạ? Đấy. Đây keo chỉ capo các bác nhìn này. Đấy, zin 100% luôn này. Đây, lỗ tròn xoe anh em nhìn thấy không? Lỗ tròn xoe. À chỗ này méo méo tí, chỗ này méo méo tí các bác ơi. Đây nhá. Mép đèn là đèn chưa gãy nhá, mép đèn là chưa gãy nhá các bác nhá. Mép đèn thì chưa gãy đây các bác nhìn thấy không? Nhưng mà cái phần chỉ này có hơi méo méo một tí thôi. Đấy, nó vẫn còn nguyên này. Không hề có xảy ra va chạm gì cả. Đó, có thế nào báo như thế cho bà con nhé.
chỗ này hơi méo méo một tí nhưng không vấn đề gì cả, chỉ vẫn còn zin đây, người ta lắn ra thôi. Đây này, cái lỗ này hơi méo méo một tí, có cái mép đèn nó không vỡ đấy các bác nhé, đèn xịn nó không vỡ này, tai đèn không gãy là chứng tỏ nó không có ảnh hưởng gì đến phần đầu dàn chassis đấy cả. Đấy, rất là ok. Còn đây là phần khoang máy động cơ, máy DHC 16 van các bác nhé. Đấy, lỗ rất là êm này, máy như con zin đấy, máy zin đấy, nhưng mà đời sâu rồi mình cũng không cam kết gì làm gì cả, vì nó quan trọng là chất lượng máy móc nó như nào thôi. Đi nó vừa bốc vừa khỏe vừa êm như này là các bác an tâm rồi nhé. Lỗ rất là êm và sạch sẽ, không hề có đâm đụng va chạm gì. Như vậy là chiếc xe này anh em về chỉ việc sẵn đi thôi. Đấy, sơn lại thì xe đã sơn lại rất là nhiều lần rồi anh em nhé. Đừng có nghĩ là sơn zin từ đời 2009 hay zin cái gì 2019 còn không zin được đúng không? Đấy thì trân trọng cảm ơn tất cả bà con, các bác anh chị đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ. Hãy nhớ đăng ký kênh giúp Khả Năng Ô Tô. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.